dự chinh. Ồ, hai chị em dễ đẹp, là dễ đẹp. Ồ, tốt rồi. Trời ơi. Ớn hồn thiệt á. Nè mấy bạn thấy không? Mấy bạn phải học bạn Diệu Hà. Nhất là mấy bạn nam. Tại sao người ta con gái ta dễ đẹp, mấy em không dễ đẹp là bằng ta? Mấy em lười biếng. Lười biếng thì trừ điểm thôi. Mấy chị mới thật được á thầy. Rồi cái gì đó? Vạn sự như ý. Tết ở đây, con rồng, Tết 2024. Con rồng, cái mỏ con rồng này sao giống cái gì nè? Cái gì? Đúng rồi. Rồng là sao? Cá sấu. Đâu có, cá sấu hóa rồng. Không còn cá chép nữa mà con cá sấu, hai cái sừng nè. Ủa trời, chán hết sức cái lớp này. Chăm chế đi. 80, không, 80 ổn quá. Hồi 8. Ôi trời, 70 điểm cũng được. Hồi 90 đi. Tính cho 89 nhưng mà nghỉ lỡ rất là tội nghiệp. Ơi trên lệch 10 điểm với bên đó có thêm 10 điểm mà sao bên đó nó ngon lành hơn bên đây ha. Thôi thêm cho cái này 8 chục đi. Ôi 90 thôi thầy. Tội nghiệp quá hả? Đúng rồi, cho đầu năm đi. Nè người ta vẽ được cái tờ lịch tháng 1 luôn nè. Thấy chưa, 2024 này con rồng chiến không? Thấy không? Hoành tráng oai phong lẫm liệt không nè, bên đây nè. Con chơi, nhất cho trời. Nè, trừ điểm. Tôi tính cho em là 80 mấy điểm mà giờ có cái này vô tôi còn 82. Được rồi. Ủa vậy hả? Được rồi. Ơi khoan từ từ, cái này con rồng á hả? Đâu như con rồng. Cái này sao giống con tắc kè quá vậy? Trời ơi. Trời ơi. Con tắc kè. Vãi con một màu. Thôi đi. Con tắc kè ba anh trời. Tội nghiệp quá à, trời ơi. Tội nghiệp quá à, 60 đi. Cái này gì? Tô giữa chừng hết màu hả? Chúc mừng năm mới tháng 1 2024. Nè con rồng đó nè. Mấy bạn ơi con rồng bị súng răng nè. Nè. Cái chân của nó mới tiếu hơn. Có hai cái chân thôi ấy. 1, 2, 3, 4. Cái chân nè. Phan từ từ. Cái tay người ta hai bên nó phải bằng nhau. Còn em cái tay tuốt ở đây, cái tay tuốt ở đây. Kỳ vậy. Bình chọn đi mấy bạn. Xong chính đi. Rồi Happy New Year. Cái này á hồi nãy bạn phát nó là con heo là đại diện cho bạn á hả? Bài nào lúc nào có con heo hết trơn. Con heo đứng kế con rồng luôn. Con rồng ba đầu. Cái ơi phát nó làm thầy nhớ lại tới cái clip mà cái hình ảnh mà con rồng ba đầu á, để chứ đây là mẹ, đây là ba, chính giữa là con. Ở đó đó đó, đó cái tấm hình đó nhớ không, nhớ không, biết không? Nó giống như vậy. Không cả một cái thân mà ba, một cái thân mà ba cái đầu. 75 đi. Rồi ok. Ai nhớ đâu. Rồi ba con rồng dễ thương. Con gái người ta dễ đẹp ghê, sao mấy em con trai mấy em dễ yếu quá vậy? Con trai lười biếng. Tết tao qua nhà mày tao bắn pháo bông lên con. Chứ phải con trai. Tao qua nhà mày bắn pháo bông. Tao lấy. Tết nói đi qua nhà người ta bắn pháo bông. Mày đó con. Canh thẳng vô nhà nó luôn bắn. Nó cứ vô nhà xong rồi. 85 đẹp. Ý. Mấy đứa im coi sợ mấy đứa ồn quá vậy? Tao ứ là tao qua. Nhỏ nhỏ thôi. Nè thấy chưa? Hồi nãy thầy nói là mấy bạn có thể là đi chì hoặc là đi chì dầu cũng được. Trời ơi tốt quá cái phong cách nè. Ủa cái nhịp điệu thích quá đi. Ủa 100. Ủa đỏ quá. Rất là có phong cách luôn. Lúc nào em tưởng con hồ ly hóa rồng á. Con gì đây? Hay gì quá. Con rồng không có sừng gì em. Như con lương á, như con cá mà con cá gì mà ở dưới đáy biển mà nó trồi lên mặt nước nó sẽ báo hiệu cho động đất sóng thần đó. À đúng rồi. Thấy chào. Thấy cái bài nào em cũng vẽ cái này lên chân vậy. Tay được sàn nữa này. Thôi 49 không đành lòng, 45 thôi. Ôi. 49 cũng rớt à, hai điểm 160 điểm mới đậu. Rồi cái này bao nhiêu điểm? Dạ không điểm. Dạ hơn rồi. Nè, con rồng Đà Nẵng. Vậy là bao nhiêu điểm? Nó còn á, nó còn không có chi tiết nữa, nó còn không có chi tiết bằng cái này nữa nè. 40 thôi. Rồi bên đây. Nhanh lên đi. Trời ơi, cái khu nhà lá đó nó ồn kìa. Mấy đứa vô chỗ ngồi hết. Ồn dữ ạ. Tháng 1 cái gì? Nhất nhị tam tứ ngủ. Ngủ, ủa chữ lục là cái hình nãy hả? Dạ. Ồ, phải không? Cái đó là chữ 8, số 8 hả? Ủa, phải không? Biết rồi, hình như A rồi. Hình như là hơi xa xa rồi đó. Em biết gì đâu, em biết gì đâu. Thôi đi, không biết trừ điểm. Con, khoan. Em biết rồi, ơi đừng trừ điểm em. Con, ủa cái này con rồng á hả? Giống con gì đó. Giống cái con vịt vậy? Axolotl. Nó còn nhái nữa nè, đưa cái lưỡi ra nữa nè. Ghê quá à. Con nhái. Lại. Ra hết. 6 điểm, 5, 6, 5.
56 thôi. Đây, chắc là 100 điểm. 60 điểm mới đậu mà em tham 100, em nói gì vậy? Em giỡn với tôi. Bạn còn nghiên cứu là mùng 1 Tết rơi vào thứ 7 ngày 10, thấy đáng sợ chưa? Nè, chịu khó ta tô nè, con rồng cũng đỡ. Ơi, con rồng của em nhìn như con rắn ở trong mấy bộ phim kinh dị á. Hay như mấy con rắn khổng lồ vậy đó. Cái sừng nè, đó 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 đó. Không, cái lớp này được nhiều cá xuất sắc. Ôi thầy ơi, con này nó lửa bắn cơ hông nó luôn nè. 84 đi. Okay. Rồi cái này nè, thấy không, thấy người ta vẽ không, con rồng nè ra cái khối hình nè đẹp ghê không, như con rồng ở Đà Nẵng luôn nè. Trời ơi, cái này chọn đi thi nét vẽ xanh được không? Không biết nữa thầy ơi. Ừ, chọn luôn đi, lớp này chọn hơi bị nhiều rồi đó. Còn 100 đi, trời ơi tốt quá. Bạn Diệu Hà bên bọn á thì là vẽ cái màu trang trí rất là mạnh. Còn cái màu này bên đây là chơi chì màu mảng, trời ơi lớp này. Còn em đang xuất sắc rồi, tôi đâu có dám nói gì em. Tôi nói rồi, cái khổ A4 mình bố trí làm sao không, anh vẽ cái tờ nhỏ xíu lên đây tưởng em trang trí bìa sách không đó. Tôi chăm chế cho em đó nha, chưa 55 điểm chăm chế đó là rớt. Đậu đột che 60 điểm mới qua môn, ở đâu 55 điểm mà chúc mừng vậy. Cái lưỡi nè mấy em còn hơn thở ra lửa nữa nè, đây nè. Ê, bạn biết được từng cái khối, từng cái gì, từng cái gai rồi cái sừng là cái nào? Phú Khôi, cái chân 2024 Phú Khôi. Đó, đơn giản vậy thôi, là lấy cái này 70 đi ha. Tại vì chăm chế có hai bên nè. Và bên đây, bên đây nè, như thế này. Happy New Year 2024. Rồi cái số 4 của mình mất tiêu rồi. 2024 con rồng. Cái tờ lịch nhỏ quá nữa cho nó to lên ha. Cái này bù qua sắc lợ đi, 70 luôn đây. Đậu. Rồi ok. Rồi à hả? Ok. Cái này Long Dương chứ con rồng gì nữa mấy em. Trời ơi, y chang như trong Long Dương ở trong phim Na Cha đó mà ổng hiện lên. Ổng đi mắng vốn phụ huynh á. Trời ơi. Nè đây nè. Ông này ông thằng Tài hả? Có bao tiền nè, thấy ham chưa kìa. Nè cái niêu ngày Tết đó nè, thấy không? Bà có sự nghiên cứu. Bóng ma hả? Ơ thấy ghê quá vậy. Thấy ghê quá hả? 24. Rồi ok vậy đi. Giờ 87 điểm. Rồi tiếp cho nó cao. Cái gì? MBA cái gì? Tôi cho em lên dĩa bây giờ nghe chưa? Trừ điểm. BA chó hình. Dính bản quyền rồi. Em lấy cái tờ lịch. Lấy tờ lịch ở nhà ảnh anh vẽ lên á. Thiệt luôn. Em lấy của anh con. Ôi. Ê cái gì? Cái gì em nói lại đi. Em lấy của anh con. Vậy là trừ điểm. Bước này bao nhiêu điểm mấy em? Vậy là anh em vẽ cho phải em phải không? 90. 85 thôi thầy. Tính là cho 90 đó, nhưng mà tại em nó anh của em vẽ 85. Ôi anh của anh em vẽ em lấy tưởng thầy. Không, tôi không có biết. Em bia trá hồi. Anh đừng có lý luận với tôi. Cái gì vậy? Nè em thấy cái bài của em không? Bao nhiêu người vô coi cái bài của em. Em thấy nhục nhã chưa? Gớt. Ê, tôi có hòa sắc được đi, chăm chế được. 56 điểm. 50. Là cũng rớt à? Rớt à? Ê. Sao đâu hả mày? Tâm ai thằng? Đậu. 88 đi thầy. Trời ơi, người ta rảnh rỗi xin ông nổi nè, thấy không? Đó. Trời ơi. Tốt quá. Đó. Quá đẹp. Rồi bây giờ chưa có xong nữa vậy đó hả? Rồi cho bao nhiêu điểm? Ngừng coi. Bia trá hình trừ điểm. Cái này cái gì? Trừ điểm. Sacombank là cái ngân hàng mà ông nội. Con rồng. Dẻ rồi, không có để ý dễ ơi gì hết trơn. 52. 52. Vậy bất gì mà cho 59 điểm. Sacombank hả? Rồi ok, cái này cái gì đây? Tôi trừ điểm em luôn. 72. Cái gì? 79 là số điểm hồi nãy là thầy không trừ, bây giờ trừ lại còn 72 nha. Hai biểu bia trá hình. Cái này con rồng ok.
con rồng gì sao nhìn giống kỳ vậy? Ok con rồng, ok tôi chấp nhận con rồng. Nó giống như là cái hình ảnh con lươn. 60 đẹp. Ờ. Thầy coi cái thân nó này thầy. Ủa? Nói như cao su vậy. Ủa em, cái con cá con lươn điện nó cũng giống vậy mà. Con giun nó cũng giống vậy nữa nhưng mà nó sẽ thêm cái đầu này vô thôi, cái sừng nằm đây nè. 2024. Ờ nó uống lượng nè. Giống bị em hết trong chơi bò hay sinh. Rồi trời, đáng sợ trời lớp này. 60 điểm tròn này. Chăm chế đi, 62 đi, người ta chăm chế người ta tô nền này kia. 50. Nhờ hơn em tô nền nãy chứ hồi đến thành trắng thấy ghê. Năm mới vui vẻ. Năm 2024 vui vẻ với Hương nè. Chúc mừng năm mới 1 2 3 4 5 6 7 màu gì đó ghê hả? Đó, ta vẽ được vậy là được rồi. 50. Rồi ok. Bài này bao nhiêu điểm em? 70 rồi, bỏ cho 90 đi thầy ơi. Không, 78 rồi. Rồi 80. Con rồng đội chiếc nón Noel nè mấy em. Rồng thì lớn. Rồi gì, 2 tuần lễ có nhiêu đấy hả? Rồi sao đảo? 40. Rồi cái này tới 2024. Rồi con rồng thức khuya hả vậy? Nó tạm lấy xì xì luôn. Không gì rồi chị thôi kệ cho tạm được đi, 60 được. Trời ơi. Tới lúc trời cái lớp nó ồn kinh khủng gì trời. Ồn mà quay phim không được luôn nè. Ủa? Con rồng á hả? Gì vậy? Tôi đang gặp cái gì vậy trời? Không, 80, 85. Người ta ke nét rất là kỹ. Nè con rồng bên đây cũng đẹp nữa nè. Ủa? Rồng bên đây nhìn cái mặt nó. Dạng sự như ý an khang thịnh vượng. Cũng hoành tráng. Không, cái này được. Cái này lên ở cái mức độ gọi là 90 được. Không được. Cái này lên 90 luôn. Hai bên bằng nhau. Con rồng này xinh quá. Cái màu xinh quá. Rồi bên đây. Nè bên đây á, ảnh ngồi ảnh lược tả nè. Ảnh lược chi tiết, ảnh lược nét rất là ngon lành luôn. Ok. 95. Bài 95. Cái gì? Ê anh nuôi thằng lằn hả vậy? Thằng Minh này. Trời ơi. Sáng tạo bằng sử dụng hình ảnh con rồng này để người ta làm cũng được vậy. Nó cũng là con rồng vậy. Nó là còn phải rồng nữa phải không ta? Hai rồng với hai bay hả? Con rồng hay con rắn? Thầy biết rồi nè. Cờ bạc trừ điểm. Đó. Thấy chưa? Ồ thích quá đi. Cái này mà không cho 100 điểm hưởng quá ha. Đã làm quà nó làm 100 điểm rồi đó. 100 đi. Ồ ơi. Anh tô kỹ quá nè chị. Gì chờ? Anh tôi phải làm gì đó? Làm quá. Cố đây tranh thủ đi. Rồi tiếp nè bên đây luôn. Chúc mừng năm mới. Mời hai con giáp con rồng lên lên tuốt trên cao. Mày nói con vẽ chứ con gì? Con chuột nè. Ôi nhưng mà người ta vẽ 12 con giáp được rồi. Không cái này 100 luôn. Tốt quá. Người ta sẵn là nè, chịu khó ke kỹ lưỡng này kia. Nè con rồng Lizardo phải không? Chúc mừng 2024 chịu ke. Cái này là mảng trang trí. 100. Tốt quá. Nhanh lên mấy em, nhanh lên. Con rồng có răng một, súng răng trừ điểm. Trời ơi, 2024. Trời ơi, tô chưa có xong nhưng mà ổn quá. 90. Tô xong là lấy điểm cao hơn rồi. Bên đây. Ê, bên đây ke nét là hơi ngon. Bên đây chưa ke nét xong, ổn quá. Nhưng mà bạn ke chữ ở dưới đây rất là đẹp nè. Ha. Bài này 100 luôn đi. Chăm chế cái ke nét là lại làm không kịp thôi. Ở dưới đây sao? Đây cũng đẹp rồi. Thần tài đến. Nè, ly ti 100. Ly ti mà có ke nét là thầy chăm chế mấy cái đó đó. Rất là kỹ nè, thấy không? Rất là kỹ, rồi dưới luôn. Nhanh đi mấy bạn. Dưới luôn nha. Rồi 2 tuần làm có nhiêu đây á hả? Ủa ai nấu rồi? 56. Bên đây. Không, bên đây chịu khó ke nét, ke hình, ke chữ. Cái gì? Chúc thầy dân năm mới tiền vô như nước, tiền ra như cà phê, trừ điểm. Tính cho 90 đó, thôi cho 89. Ai biểu chúc tôi hay ghét. Em là lúc nào em cũng được 10 điểm hết trơn rồi đó. Em được 10 điểm rồi đó. Rồi nha, thầy chốt điểm nha. Rồi ok. Không.